bà huyện can đảm. Đời nhà Đường giặc Lý Hy Liệt đã đánh được Châu Biện, kéo đến đánh huyện Hạng Thành. Quan huyện Hạng Thành là Lý Khản muốn chạy trốn. Bà huyện người họ Dương nói, giặc đến cướp thành thì phải hết sức giữ thành, giữ mà không được thì phải liều chết với thành. Nay ông lại trực trốn là nghĩa làm sao? Bây giờ cứ mộ quân cho nhiều, khao thưởng cho to, thiếp tưởng còn có thể giữ được thành. Nói rồi chính bà huyện họp cả nha lệ sĩ dân lại hiếu dụ rằng, quan huyện là chủ các người thật, song chẳng qua chỉ ở đây độ 5-3 năm rồi cũng thiên đi nơi khác. Không liên can lắm bằng các người sinh trưởng ở đất này, mồ mả cha ông cũng ở đất này. Vậy sống chết các người cũng phải hết sức mà giữ lấy thành thì mới được. Ai nấy nghe đều cảm động rơm rớm nước mắt và đoạn xin liều chết để cố giữ lấy thành. Bà huyện hạ lệnh rằng, ai lấy gạch đá đánh được giặc, thưởng tiền 1.000, ai lấy gươm giáo giết được giặc, thưởng tiền 1 muôn. Tất cả hơn 100 người kéo nhau ra giữ thành, chống lại với giặc. Bà huyện thân đi trông nom lương thực cho quân lính. Khi giao chiến, quan huyện phải một mũi tên, lùi về, ý không muốn đánh nữa. Bà huyện giận nói, quan không ở đây thì ai chịu liền chết. Cho ông giữ thành mà có chết nữa lại chẳng hơn chết ở xó giường ư. Ông huyện nghe cảm kích, hăng hái hơn trước, lại chạy lên thành, liều đánh một trận nữa. Quân giặc túng thế phải kéo đi, huyện Hạng Thành nhờ thế được an toàn. Đường Thư Liệt nữ truyện.